Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 1-800 New Doctor hoặc 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị và chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và chương trình mà quý vị đang theo dõi là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Cứ mỗi 15 phút thì đài sẽ tạm ngưng khoảng 5 phút để chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra trong cái thời gian mà đài chạy phần quảng cáo thương mại, nếu mà quý vị vẫn còn giữ đường dây điện thoại thì chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Hello. Dạ, xin chào luật sư ạ. Dạ, xin chào. Tôi có cái câu hỏi như này luật sư. Dạ. Chẳng hạn như xe mà đậu trong parking lot, chạy trong parking lot mà cái rủi mà va chạm nhau như vậy đó, mình có thể gọi tới cảnh sát hay là mình phải làm như thế nào luật sư? Dạ, nếu mà đụng ở trong cái parking lot á, ông có gọi cảnh sát họ sẽ không có tới, tại vì trong cái parking lot đó nó gọi là private property, tức là cái đất của tư nhân. Cảnh sát họ chỉ có cái thẩm quyền ở trên những cái public street thôi, những cái đường xá công cộng thôi, chứ ông đụng trong cái parking lot của tư nhân đó thì cảnh sát họ sẽ không đến đâu. Maybe mấy người security, nếu là cái khu shopping mall chẳng hạn, thì maybe cái người security guard thì họ có thể đến. Tuy nhiên đó, việc mà đụng xe ở trong cái parking lot đó, thì nó rất là dễ đưa đến sự tranh cãi, tại vì không biết là người nào lỗi người và phải. Thành ra thường tốt nhất đó là sau khi đụng xong đó, lúc hai xe còn ở hiện trường đó, thì ông lấy cái phone, cái smartphone của ông, iPhone hay là Samsung gì đó, thì ông chụp cái hình ở hai xe ở hiện trường, thì sau đó thì nó dễ để giúp cho ông để chứng minh rằng người nào là có lỗi, người nào phải nhé. Còn ngoài ra nếu mà trường hợp mà họ không chịu, tí như họ không chịu trao đổi em sao đây, là mình chỉ có chụp hình vậy thôi. Ông phải nghe, ông nghe này, luật đó bất cứ đụng ở đâu đều phải trao đổi information, là insurance rồi travel license, cho dù nó là parking lot. Tôi chỉ nói hồi nãy ông hỏi đó là cảnh sát có đến hay không đó, thì việc khác. Cảnh sát, tôi vừa mới nói là cảnh sát họ không đến nếu đó là cái đất tư nhân, private property, tại vì thẩm quyền họ chỉ ở trên những cái public street, tức là cái mà đường xá mà công cộng thôi. Nhưng mà đó, cái luật đó là khi mình có cái tai nạn là mình có bổn phận hai bên phải trao đổi information với nhau, chứ không phải là bởi vì ở đụng ở parking lot mà mình không cần phải trao đổi information nhé. Yeah. Mình muốn nhưng mà người ta không chịu rồi là mình làm okay, sao? Ok, nếu họ không chịu, họ bỏ đi, ông gọi 911, ông report hit and run. Vậy hả? Ok. Ok. Vậy thôi nha. Dạ. Yeah. Rồi, vậy thôi, cảm ơn luật sư. Không có chi ông. Dạ, cảm ơn ông. Hello, giờ chúng tôi ở đây. Dạ, xin hỏi, xin chào luật sư Liêm. Dạ, xin chào. Hôm qua có nghe một người lên đây vô hỏi luật sư Liêm về cái vụ mà viết cái... họ chỉ có tiền mặt với tiền trong nhà bang này nọ, họ muốn để cái will rồi luật sư Liêm chỉ dẫn cho họ là phải có hai nghìn chứng này nọ được thứ á. Dạ. Theo mình hiểu, mình có cái ý kiến như vậy thì luật sư có đúng không luật sư? Nếu cái người đó chỉ có tiền trong nhà bang không á, thì hoặc là pension á, thì người đó có thể ghi cái người thụ hưởng tên người đó, là ví dụ ghi người thứ nhất là cho hai người thụ hưởng, một người được 50, người 60. Thì đương nhiên số tiền thì mốt người ta sẽ chia như vậy có được không? Không cần phải ta làm cái will hay làm bất cứ cái gì đúng không? Dạ, như thế này, nếu mà họ có tiền ở trong nhà bang, nghe? Chỉ có nhà bang thôi. Ok. Chỉ có pension với nhà bang thôi thì ừ, họ làm như vậy nó dễ dàng hơn mà người ta. Ông nghe chút xíu, hai cái khác nhau nha. Hai cái khác nhau, không có giống nhau. Bây giờ nếu họ có tiền ở trong nhà bang thì họ phải cho nhà bang biết ai là, nó gọi là pay on death beneficiary, viết tắt nó là POD. Thì thường thường mà nó sẽ, nhà bang nó sẽ để trong cái statement đó là POD tên gì đó, là pay on death beneficiary.
khi họ để cái người mà được hưởng là pay on death beneficiary, thì khi cái họ qua đời đó, người thừa hưởng có thể đến nhà bang đưa cái giấy khai tử, nhưng mà phải chờ 40 ngày sau khi cái người đó chết rồi thì nhà bang nó mới đưa tiền ở trong đó cho cái người được thừa hưởng. Thì đương nhiên họ có thể để 1, 2, 3, 4 người đó tùy theo, không có thể họ có để percentage mỗi người 50, 50 hay bao nhiêu, đó là tùy họ nói với nhà bang. Còn 401k là khác. 401k đó nó gọi là pre-tax, tức là nó chưa đóng thuế. Thì 401k đó tùy theo cái người mà đứng làm chủ cái 401k đó, đó là họ có gia đình hay không có gia đình. Nếu họ có gia đình thì bắt buộc đó cái người mà được hưởng primary beneficiary sẽ là cái người phối ngẫu của họ, là vợ hay chồng của họ. Chứ họ đúng rồi, những trường hợp cái mà ngày hôm qua là cái người đó là độc thân. Ok, nếu họ là còn thôi. Nếu là họ độc thân đó thì cái 401k họ có thể cho cái hãng của họ biết ai là beneficiary của họ. Ok. Rồi khi mà họ qua đời đó thì cái người beneficiary đó họ phải mở một cái IRA, nếu họ chưa có cái IRA hay là có cái pension nào riêng của họ. Xong rồi họ phải yêu cầu cái 401k của người chết á được roll over, tức là họ phải directly transfer số tiền đó vào ở trong cái IRA của họ hay là cái pension account của họ. Chứ nếu không đó là toàn bộ số tiền đó sẽ bị đóng thuế liền, và cái thuế nó sẽ cao nếu cái số tiền trong 401k đó lớn. Nha. Như vậy cái trường hợp làm như vừa sư vừa nói ngày hôm nay á, nó tiện lợi hơn cái will ngày hôm qua phải không vừa sư? Dạ, nó tiện lợi hơn chứ, tại vì cái will ngày hôm qua đó, như tôi nói đó, họ làm như vậy đó, họ vẫn có thể phải qua probate như thường. Dạ. Nha. Tại vì cái ông cảm ơn luật sư nhiều nha. Tại ông hôm qua đó, ông cái câu hỏi của ông đó là ông có thể viết tay được hay không? Dạ, yeah, dạ, yeah, viết tay nữa mà sư thì là đánh máy, rồi hai người chứng rất là hay. Dạ, thì tôi có nói là việc viết tay đó thì cũng được, luật nó cho ông phải viết từ đầu tới cuối bằng tiếng Anh. Thế nhưng mà viết tay rồi ông chết rồi đó thì nó dễ đưa đến sự tranh tụng, tại vì những cái người được thừa hưởng đấy, họ hay là những người không được thừa hưởng đó, họ có thể nói ở đây đâu phải là cái chữ viết của ông đâu, đây đâu có phải là chữ ký ông đâu, rồi ông đâu có ngồi dậy để mà ông nói ở đây là cái di chúc của tôi, thì nó dễ đưa đến sự tranh tụng. Bây giờ nếu mình có hai người chứng á, thì hai người chứng họ sẽ làm chứng, ồ cái di chúc này là đó là của cái ông A đó, thì nó dễ hơn. Và khi ông làm cái di chúc này là ông có sound mind, good memory, ông có đầy đủ cái đầu óc, ông tinh minh mẫn, ông không có quên gì, ông không ai bắt buộc, ông tự nguyện ông ký dần dần. Ok. Dạ. Ok. Dạ. Chương trình của luật sư Liêm rất là hay mà giải rất là chi tiết, rất là kỹ lưỡng hơn tất cả các chương trình khác, ai cũng thích nghe hết mà rất là nghe là học hỏi được luật rất là nhiều. Cảm ơn luật sư Liêm rất nhiều. Không có chi ông. Dạ, cảm ơn ông đã gọi vào. Cảm ơn ông nhiều. Dạ, thank you ông. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ. Alo. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ. Dạ. Dạ, kính chào luật sư. Dạ, chào anh. Dạ. Anh có thể đặt câu hỏi. Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là cái vấn đề mà living trust đó luật sư. Dạ. Nếu mà mình làm cái living trust mà mình để lại cho cái người hưởng đó là cái người hưởng đó là cháu con mình mà ở nước ngoài, ví dụ Việt Nam đi, mà nó có 10 tuổi đi, ví dụ vậy, thì cái luật Mỹ nó có cho phép không luật sư? Cho phép chứ, anh muốn để cho ai cũng được hết á. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề, nếu mà chẳng may, thí dụ anh để cái người ở nước ngoài, phải không? Thì cái problem á, là cái người nước ngoài đó, họ đâu có thể, tại vì á, khi anh qua đời rồi đó, thì sẽ có cái vấn đề là ai sẽ thi hành cái ý định phân chia tài sản của anh cho người được thừa hưởng. Nhá. Chẳng hạn cái người đó có quyền, có thể trong cái living trust đó, người đó có quyền ký những cái giấy tờ, chẳng hạn để chuyển nhượng cái chủ quyền cái nhà đó cho cái người được thừa hưởng. Nhưng mà nếu mà cái người thừa hưởng bên Việt Nam thì họ đâu có ai sẽ giúp để làm cái chuyện đó. Thành ra đó, trong cái living trust đó, nó có hai cái nhóm người quan trọng là trustee, là người có quyền ở trên những cái tài sản của cái trust. Beneficiary là người được hưởng. Khi anh còn sống, anh là trustee, anh đồng thời cũng là primary beneficiary. Tức là anh là cái người có quyền và anh cũng là cái người được hưởng cái tài sản của anh.
khi anh qua đời đó, cái người beneficiary là một cái người bạn thân gì đó anh ở bên Việt Nam. Nhưng mà người anh phải có một cái người đáng tin cậy ở bên Mỹ chứ, là cái người trustee. Thí dụ anh có cái nhà, cái người bên Việt Nam làm sao mà bay qua để mà làm giấy tờ để mà chuyển nhượng qua tên họ. Do đó anh phải có một cái người nào bên Mỹ, nó gọi là successor trustee. Cái người đó là cái người mà anh có thể tin tưởng là họ không có gian tham. Thì cái người đó đó, họ có bổn phận là họ có thể phải bán căn nhà đó, rồi lấy tiền đem về Việt Nam đưa cho người bên Việt Nam, hay là wire transfer số tiền đó cho người Việt Nam. Thì đó là cái vấn đề. Okay. Bây giờ anh đặt ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là cái người ở ngoại quốc, thì cái chuyện đó cũng thường lắm. Tôi có rất là nhiều, tại vì mình ở đây thì cũng có nhiều người, có bà con anh em bên Việt Nam. Thì tôi cũng nói rằng bây giờ đó quý vị không có vấn đề gì, không có gì là không có hợp lệ hết, nếu hay là không đúng luật hết, mà quý vị cho những người thân ở bên Việt Nam, với điều kiện là quý vị phải có một cái người nào tính cẩn ở bên Mỹ để mà bán, để mà chia, để mà thi hành cái ý định quý vị trong vấn đề phân chia, rồi sau đó giao tiền cho người bên Việt Nam. Còn vấn đề thứ hai của anh là cho những cái người dưới 18 tuổi, đó là một cái vấn đề khác nữa. Bây giờ đó thì đài nó cho tôi biết đó là tôi phải tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại. Thì anh giữ đường dây, tôi tiếp tục trả lời cái câu thứ hai của anh.